Xuân sẽ cùng Dương Tử hay Bích Lệ Nhật Ba tham gia vào chương trình Chúng Ta Yêu Nhau Đi mùa 4. Các chương trình giải trí những năm gần đây rất nhiều với sự phát triển không ngừng của Internet cùng với trào lưu ảnh hưởng bởi các game show của Hàn Quốc. Mọi người chắc cũng đã biết các chương trình giải trí ngày nay đa số là có kịch bản, mỗi thành viên tham gia đều có kịch bản riêng, cho nên cả chương trình giải trí sẽ trở nên không thật, không sống động. Không phải là chương trình giải trí của Hàn không có kịch bản, họ cũng có, nhưng mà họ sử dụng kịch bản rất linh hoạt, chỉ đưa kịch bản cho người chủ trì chương trình, sau đó những người khác thì tự phát huy, tất cả do người chủ trì dẫn dắt chương trình phát triển. Cho nên các chương trình Hàn Quốc sống động hơn và cũng hài hước hơn, vì thế các chương trình Trung Quốc không ngừng học hỏi các chương trình giải trí của Hàn. Chúng Ta Yêu Nhau Đi đã được sự yêu thích của rất nhiều khán giả, trong đó có các nam nữ minh tinh trong giới giải trí đóng giả là một cặp tình nhân, ở cùng với nhau, hẹn hò với nhau. Đây cũng là một loại hình khác của phim truyền hình. Tuy đều biết là sẽ có kịch bản, những nhân vật tham gia đều có kịch bản riêng, nhưng vẫn khiến khán giả cảm thấy rất thích thú. Mỗi mùa đều có các couple được sự yêu thích của khán giả, như Châu Đông Vũ và Dư Văn Lạc mùa trước tạo thành phu thê vũ trụ. Mối tình chú cháu vẫn được mọi người yêu thích, tuy mới bắt đầu mọi người đều không chú ý đến cặp đôi này. Nhưng dần dần đã ghi được điểm trong lòng khán giả và còn có mùa trước nữa là cặp đôi Ngô Hân và Phan Bá Vĩ trở thành cặp đôi gấu không đuôi được khán giả yêu thích. Mối quan hệ của hai người rất ngại ngùng lúng túng, nhưng khán giả thích chính là sự ngại ngùng lúng túng này. Chính cảm giác là càng xem càng ngại ngùng, nhưng đồng thời càng ngại ngùng là càng thích xem, cho nên trở thành loại hình mà mọi người yêu thích. Chính vì thế sau khi mỗi mùa kết thúc, khán giả rất mong đợi mùa sau nhân vật nào sẽ tham gia. Nhưng bây giờ trên mạng vừa mới xuất hiện thông tin các ngôi sao tham gia gồm có Địch Lệ Nhiệt Ba, Tống Tổ Nhi, còn có nữ diễn viên trong phim hot gần đây là Dương Tử và có tin đồn Triệu Lệ Dĩnh sẽ tham gia. Nam diễn viên tham gia có Đặng Luân và Hồ Nhất Thiên. Chưa biết thông tin xác thực nhưng mà nếu đúng thật là như vậy thì không biết chương trình sẽ ghép Đặng Luân với ai đây. Cảm giác couple của Địch Lệ Nhiệt Ba và Đặng Luân rất tốt. Cả hai diễn cặp trong bộ phim Thần Tượng Nghìn Lẻ Một Đêm được khán giả yêu thích. Cảm giác couple rất thật, khiến khán giả mong họ sẽ trở thành một cặp đôi ở đời thực. Dương Tử và Đặng Luân đóng cặp với nhau trong bộ phim Hương Mật Tựa Khói Xương. Bộ phim rất được yêu thích, ngoài kịch bản và diễn xuất của các diễn viên chính, thì sự đẹp đôi và diễn xuất ăn ý của cả hai khiến khán giả hy vọng họ có thể trở thành một cặp ngoài đời. Nhưng cho dù ghép cặp với ai đều là couple khiến khán giả yêu thích và cũng rất mong chờ Chúng Ta Yêu Nhau Đi mùa 4.